Anh không muốn thế giới nhìn vô Việt Nam mình là một quốc vực không thể sánh bằng quốc vực khác. Tại vì con người Việt Nam mình không có dở. Có ngại gì, bây giờ đi rừng thì con nào đang mặc trong rừng này? Vua con ngủ không nè. Rồi Virgo này nọ, mấy con đó là vẫn mạnh bình thường mà, nó đâu có yếu đi đâu. Là ông ý em là ngoài hai con đó ra thì con nào nữa? Lilia đó nè. Lilia đó này. Nhiều con lắm, quan trọng là mày đánh cái đồ hình sao, mấy con nào lia nhanh là khỏe à. Thì cảm ơn nghe. Dạ. À ngày con Olaf có con nào câu tờ nữa không? Con Olaf là bích trun đồ le nha, mày hút nó. Dạ. Vô xem hình vào game, bây giờ có hai dạng cái chinh, mà là cái chinh là vừa nói vừa có hay là dạng đánh xong rồi mới nói. Ôi thì em muốn thầy có cho em luôn cho nó. Dạ vừa chơi vừa nói đúng không? Dạ đúng rồi. Theo kịp cái nhịp flow của thầy không? Cái flow của thầy là em hiểu nhất luôn rồi. Ok, chúng ta thầy cũng lô vậy đó, nếu mình vô cái mắt là thầy kêu làm gì làm đó nha. Ô hê, em lại đánh hai con, đánh con đánh Chitila sao này? Chitila Dimit thì sao này? Chitila Dimit thì phải tùy vô thằng mid bên kia là con gì? Chứ tùy team được đúng không thầy? Này đánh xe không được hả? Đánh con Talia đang khỏe. Talia đẹp nha, đúng rồi, em đang định chơi rồi đấy. Con Talia là hả, cứ quy xong mà canh cái lúc mà có tắm thả mất ổn á, canh cái góc xong mà quy ha đáp máu luôn cái. Ồ, canh cái nội tại đúng không ạ? Cái quy nội tại đúng không thầy? Chính xác. Ô hê. Ô hay vô Mia sai. Wukong thì hơi sợ đấy. Không có sợ, mày cứ ra mày thấy con Wukong mày bấm cái E cái nó vừa lướt vô cái là nó bị choáng là nó không làm gì được á. Ô hê thầy. Cầm bản là Ari, hữu ứng cầm bản này siêu đúng thầy cũng được đó thầy. Không. Một là lấy bản sắp điện. Ô sao im lặng vậy thầy? Mày sợ thầy ơi. Lấy tăng tốc pha. Nó pha à? Ok. Lấy tăng nó pha đây. Game này dạ. Thằng nào đẩy trước thằng đó làm cha. Ok chưa? Ok. Ok. Giờ tay súng băng với mặt nạ và Luden thì lấy cái nào tùy hay là sao này? Súng băng ok. Bắn băng tạc e, hất đầu về, bắn quy, bập cho anh giúp E trứng trỏ lên gối. Hiểu không? Bây giờ em tạc cánh cho người ta đi ra, thằng Vi đấm ở đầu luôn này. Này em tạc qua đấm nó phát. Lên chết. Cái bắn băng là ngon nhất, còn nếu mà thí dụ mà có trình á, có trình thì có lên trình cái sốc điện cũng được, nhưng mà game này lên cái bắn băng ngon, tại vì game này mình hơi bị ít CC. Đúng rồi, nó bị đuổi. Hiểu không? Mình hơi bị mất CC. Chiến đò nhanh như nó luôn. Game này thằng nào đẩy trước là thằng đó làm cha, đẩy trước thì giúp hai bên. Nhưng mà cảm giác em vẫn bị, em đẩy nhiều quá, em bị không kiểm soát được mana con này bị hai mana thầy ơi. Thì bởi vậy tao mới nói kêu mà lấy cái hiện diện trí tệ đó. Con này nó chắc chắn nó sẽ bị thọt mana. Bởi vậy dạ. Bởi vậy okay. là hả mày 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 lên mày lên hồi mày la mày khi mày quy được một cái á là mày canh mày đứng trong cái tấm thảm bất ổn á, mày harass ở trong cái cục cái cục địa hình đó, vùng đất ta quy rồi mày quy nó một cái nữa. Dạ, thì mấy okay. Mày vừa hồi được mana mày vừa harass được nó rồi nó quy đâu rừng đang ngon đúng thầy, đâu rừng đang ngon đúng thầy, cái gì đô ra đang ngon đúng thầy. Đô ra nâng quy đi. Rồi nhìn ở dưới nhìn ở trên. Chơi mấy con này là phải nhìn top nhìn bot. Coi mình găng cái nào được. Cắm cái bộ giữa. Bắt đầu bỏ. Răng lưu kìa. Kìa. Canh. Điều canh chạy ra đánh nó. Ở dưới cũng được kìa. Xuống. Nè. Hai. Ok. Đánh con này luôn. Vậy quỳ e hai đẩy biến về mày là okay. Sợ cái gì vậy đó thầy, tự nhiên lại đánh kìa thầy. Chết luôn con east đi ba sao mày đứng mày biến về đi, mày sợ gì vậy, mày chạy về mày mới chết đó, mày đứng trong bụi mày biến về đi, nó vừa ra mày quy nó sao mày tả cái e nó là nó chết ngược mày rồi. Em sợ nó quơ thầy, nếu nó có 6 mà, sợ. Sợ gì? Lỗi em. Nó e chết. Vô là cái đam nó sẽ không có dính mày, tại vì nó sẽ bị cái... Không, lên cái kia trước. Đúng rồi. Nó e vô, nó bị cái e mình tạm thả mất ổn, nó sẽ bị CC, bị tôn trước. Nó đâu có đam vô mình được đâu. Ok, quay đẹp quá, mình không lỗ lắm.
Miếng nó không có lá nè. Ra, lượm. Rồi thầy đi, thầy chết, thằng này chắc chắn chết. Thằng này chắc chắn chết. Rồi rồi rồi, tạm biệt con Misa ha. Chạy thẳng lên nè trước nha. Ok thầy. Rồi từ từ. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu nè? Canh rờ xuống. Rờ xuống, rờ xuống, rồi mày rờ xuống rồi đằng sau kìa. Nè. Chạy qua. Đúp về. Thằng này. Ui. Không sao. Khó lắm, khó, rất khó. Cái e nó dài quá. Ui. Pha đó mày gà vậy, pha đó nó đang chuẩn bị chạy lên mày e nó cái mày bắn băng là nó chết rồi. Nè. Đó. Mày thấy nó vừa e vô mày nó bị choáng xong rồi nó bị mất cái e không? Ấy thầy ngộ khỉ đúng không thầy? Ừ. Đi đồ cái pha hồi nãy dưới boss cũng vậy đó, mày cũng làm y chang vậy là chết rồi. Ơi giờ không xì mai. Bây giờ này mày cứ chạy nè, mày nghe nè, mày chạy lên mày e nó một cái, mày e trước. Rồi okay. Mày thấy bắn băng nó làm chậm rồi mày bắn băng xong mày dùng đúp, mày hiểu không? Dạ hiểu. Ừ. Còn em là lệch cái nhịp này, cái nhịp đầu bị lệch rồi. Ê nổ ha. Nổ. Ở đây mình suy nhược cơ thể đó nhờ. Quy. Dí. Ở đây mình suy nhược cơ thể. Quy ra kìa, quy ra kìa dí. Quy. E. Quy. Chạy đi đâu tụi béo? Quy. Này. Xuống boss kìa, xuống boss kìa, xuống boss kìa. Gì vậy thầy ơi, em mẹ em vừa mất 100k thầy code cho em với. Mẹ em vừa mất 100k thầy code cho em với. Nói vậy ai dám code nữa trời. À đây bắn ra đi. Mày không đứng rồi, im, mày đứng im. Đây. Quy nó. E. Rồi, Quy, nó vừa bị mày hai đánh đó, Quy tiếp. Ờ. À. Mày ngu à? Quy nó. E. Hơi rửa nữa nha. Thằng kia kìa, thằng kia kìa Quy. Mày chuẩn bị mày canh chưa có hỏi em hả? À. Rồi. E. Woo. Rồi đẩy cái mít. Ông hoàng chơi đá. Mấy con mà láo vào bây giờ gặp Talia khó chịu lắm. Tiếp. Mấy con lướt lướt bây giờ gặp Talia, bởi vì mấy ông mà đánh đội hình nào mà gặp lướt lướt mà gặp Talia là mấy ông thì ý ẹ bả nó hẹ nó một cái. Ây 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 ây. Ramit kìa, Ramit cover kìa, Ramit cover kìa. U con rồi. Kệ nó, mày cứ gặp nó mày bấm cái E trước mặt mày là nó lao vô là chết rồi. Nè, E, rồi đó. Đó. Chết chứ gì nữa. Rồi làm gì. Rồi mày xài nè, tạt cánh đến đầu nè, chuẩn bị rờ rờ qua nè, từ từ nhìn. Nhìn đó. Rờ dưới, ừ. Sao mày không bay luôn vậy? Em sợ gì bị giết thầy ơi. Bị giết gì? Mở rờ ra. Đánh. Tạc e. Gì? Tại gì? Tại. Không giết được nữa rồi. Rồi thôi, về luôn. Không được, phải được ba ra là ngon rồi. Mấy cái pha đó mày rờ, mày bay luôn. Xong mày bay xuống rồi mày e, có gì đâu mày sợ. À khó nha, khó đứng nha. Đứng ngay cái bụi này. Ừ, đứng ngay bụi này. U con sao đây? Đó, chuẩn bị nè, từ từ. Ơ. Lùi được không? Thôi bỏ sao mà lùi được. Đứng ở đây, đứng cái bụi này, cắm mắt tím vô, đứng cái bụi đó. Rồi chuẩn bị ở đây cũng được nè, nè chuẩn bị nè. Nó vô nó làm đó nha. Kìa, cái sao kìa, e trước. Ơ, làm nhầm hoài đấy nhỉ. Sorry thầy, sorry. Cuốn quá. Không sao, không đủ đam. Không sao, không đam. Chỉ nó, lên đánh thẳng nó, mày có cái tẩy mà mày sợ gì? E thẳng nó. Đánh con này luôn, đút nó về. Cái gì đây? Rồi mấy thằng này luôn, mày lao lên, mày đánh mày láo lên cho tao. Mày okay, có thảy mày có lát mà, tao trẻ đâu thì kỹ năng coi. Chết hết chứ còn gì. Rồi nữa đó. Quay tiếp. Quay. Chết hết chứ còn gì nữa. Quay. Hồi nãy tẩy lát hơi chậm nha. Đúng rồi thầy, em bị rung, em còn thấy em bị ngu luôn thầy. Bị lờ đờ á. E. R thì sao, B R thì sao. Rồi kìa. Bá rình hả, bá rình cũng được. Mà thôi, về đi. Hết chiêu rồi, về đi. Mày ăn con lu rồi mày về kìa.
Binh là đòi nó muốn chơi thầy ơi. Sao này không chơi vậy? Anh em lớn vậy, ok cũng được, đứng tại yên một chỗ thôi nha. Em á thầy. Đứng yên một chỗ thôi, không có cần quy nhiều nơi rồi. Quy đứng yên một chỗ thôi quy. Rồi quy tiếp. Nghe quy này nọ, đứng yên một chỗ thôi. Nó càng lướt cái đội hình luôn á. Ê ê. Kìa. E ngược lại. Sao mày không, đó. Tầm nhìn hơi bị kém nha, cái pha đó phải e ngược lại mấy thằng này chứ. Lúc xin mắc cái bồ kêu luôn á, cứu mình á. Ông này chơi đá luôn rồi. Bot. Canh tụi nó vừa lên với là rờ xuống mắt luôn. Kìa không? Đó. Nó mấy kìa, rờ. Ý. Ý da. Ý. Rồi không có rới kịp, sorry. Ai bẹt, đã rút giờ được á. Đã rớt, chém hết. Đã rớt. Hay. Cá sấu phế lắm, đừng sợ. Cá sấu, hay. Cá sấu. Benta kêu cho nó luôn, Benta kêu luôn. Ôi trời ơi, nó trẻ kìa. Pham. Đây rồi, chết hết chứ gì nữa. Tiền đề, tạo tiền đề. GG's the game. GG, con này khỏe thật sự rồi, cái này OB quá. Thì con này khỏe mà. Thì chắc có một midland hiện tại rồi. Xong Momo vẫn... là tới Phan Thanh Bình nha. Vẫn sợ lập lăng không thầy? Con này tất nhiên là sợ lập lăng rồi, con này sợ lập lăng như sợ bố quá. Xin ra sao thầy? Xin ra thì cũng bình thường, xin ra thì không có tới nổi. Vô mấy kẹo ra cũng không dám bích thầy. Hay rồi. Bây giờ con này do nó vấn đề là cái e của nó khỏe quá. Mà nhiều khi nó cũng không sợ lập lăng lắm. Tại vì bây giờ nhiều khi lập lăng mà đúp khùng đúp điên là chết liền. Cái e nó vừa dài vừa bự. Mà lập lăng đúp lên cái mà dính cái e là coi như là hả gãy. Hay chứ xin có lỗi trong đó thì chỉ luôn hả? Lỗi à? Lỗi gì? Mày xử lý kỹ năng thôi chứ game này dễ mà. Game này thằng mid bị ao trình mà thằng rừng nó ra đánh cho mày nữa. Dễ chơi mà. Đánh con này á, quan trọng là mày phải biết lúc nào mày đẩy. Mày muốn biết mày đẩy hay không, mày phải nhìn ra hai cánh. Tại vì mày phải nhìn vô cái thế lính của hai thằng top với bot á, để mày biết mày có lên nên mày đai mày găng hay không. Mà nãy giờ mày chơi mày đâu có nhìn nó với bot đâu. Thầy nói mới nhìn nó kiểu lúc đầu bị cống á thầy, cống á. Cống. Còn lỗi gì nữa không thầy? Làm cái đó trước đi chứ lỗi gì. À, nhìn map đúng không thầy? Mày nhìn lane luôn chứ không phải nhìn map là mình chỉ thấy được là cái thế tổng thể thôi. Còn cái thế lính nó đang nằm ở đâu, nên găng hay nên làm nào thì mình không biết được, bởi vì mình phải bấm vô. Ok. Vậy nha. Bấm nhìn cái map, nhìn ok thầy, cảm ơn thầy nha. Chú thầy.